Xin chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, trong chuyên mục Trợ lý ảo Điểm báo, hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2023, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết "Áo dài về miền di sản Quảng Bình" được đăng trên báo Đảng Cộng sản.vn. Mời quý vị cùng nghe, chương trình Áo dài về miền di sản Quảng Bình truyền cảm hứng và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, tích cực về tình yêu, lòng tự hào dân tộc cùng những giá trị nhân văn đối với quê hương, đất nước và áo dài Việt Nam đến đồng đảo công chúng. Tối 30 tháng 6, tại thị trấn Phong Nha, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình và các sở ngành liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật áo dài về miền di sản Quảng Bình. Đây là một trong các chương trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 20 năm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO cộng nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Trong suốt chiều dài lịch sử, chiếc áo dài là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của người Việt. Trải qua những giai đoạn lịch sử khác nhau, áo dài ngày càng trở nên gắn bó trong đời sống hàng ngày của mỗi người và là biểu tượng văn hóa, chứa đựng cốt cách, tinh thần của người Việt Nam. Quảng Bình vùng đất văn vật, có các di tích lịch sử văn hóa giá trị và nhiều địa danh nổi tiếng như di chỉ văn hóa Bào chó, Quảng Bình Quang, Lũy Thầy, Rào Sen, Chùa Hoàng Phúc, hệ thống di tích lịch sử ATB trên đường 20 Quyết Thắng, Long Đại, đường Hồ Chí Minh. Bên cạnh những giá trị văn hóa độc đáo, Quảng Bình còn được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan kỳ vĩ, sơn thủy hữu tình, hội đủ đặc trưng của các loại địa hình với nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nhiều thắng cảnh nổi tiếng. Trong đó, vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất. điểm vào năm 2003 và được UNESCO công nhận lần hai là di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái vào ngày 3 tháng 7 năm 2015. Phong Nha-Kẻ Bàng còn được mệnh danh là vườn quốc hang động, là một trong những điểm đến trong các chương trình tour du lịch Quảng Bình phát biểu tại chương trình đồng chí diệp thị minh quyết chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng bình cho biết cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực các cấp hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực vừa khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ vừa phát huy vai trò khả năng đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương phụ nữ tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống xây dựng nếp sống văn hóa nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người về bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên tài nguyên du lịch đặc biệt là việc bảo tồn và phát huy những giá trị độc đáo của di sản thiên nhiên thế giới dùng quốc gia phong nha kẻ bàng đồng thời tích cực quảng bá giới thiệu giá trị tài nguyên du lịch nổi bật của quảng bình để người dân tự hào và đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng môi trường du lịch an toàn xanh sạch đẹp thân thiện đồng chí diệp thị minh quyết khẳng định thông qua chương trình áo dài về miền di sản quảng bình chúng tôi mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa tích cực về tình yêu lòng tự hào dân tộc cùng những giá trị nhân văn đối với quê hương đất nước và áo dài việt nam đến đông đảo công chúng qua đó giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về tiềm năng du lịch mảnh đất và con người quảng bình thông qua các bộ sưu tập áo dài để thêm một lần nữa khẳng định quảng bình luôn là điểm đến an toàn hấp dẫn và khác biệt chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục đặc sắc ấn tượng với những ca từ ngọt ngào của các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp của quê hương con người Quảng Bình về sự kỳ vĩ của kỳ quan Phong Nha Kẻ Bàng do các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện. Cũng trong chương trình, khán giả được chiêm ngưỡng các bộ sưu tập áo dài giới thiệu về vẻ đẹp quê hương. Con người Quảng Bình mảnh đất được mệnh danh là Vương quốc hàng động. Đó là bộ sưu tập áo dài xưa và nay với 30 mẫu áo dài tiêu biểu qua từng thời kỳ, gồm áo dài cổ phục, mô phỏng và cách tân. Đặc biệt, những cảnh đẹp ấn tượng, kỳ vĩ và tráng lệ của hệ thống hang động tại Quảng Bình được thiết kế tài tình và khéo léo trên tà áo dài truyền thống Việt Nam như động phòng nha, động thiên đường, hang én, hang tú làng, hang tối, hang va, hang sơn đồng. Các bộ sưu tập áo dài do hơn 100 chị em là cán bộ, hội viên hội liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh. Các hoa hậu, người mẫu nổi tiếng tham gia thể hiện trọn vẹn nét đẹp của quê hương Quảng Bình thông qua tà áo dài truyền thống Việt Nam. Tôn Vinh, lan tỏa giá trị của áo dài trong hành trình đưa các giá trị của áo dài trở thành di sản văn hóa Việt Nam. Quý vị thân mến, chuyên mục trợ lý áo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại